Trong một cuộc gặp gỡ cử tri theo phong cách tranh cử tại Michigan, tổng thống Trump khuấy lên làn sóng chỉ trích phe dân chủ. Mỗi lá phiếu bầu cho phe dân chủ vào tháng 11 tới đồng nghĩa với một phiếu ủng hộ việc mở toang cửa biên giới và mở cửa cho tội phạm rất đơn giản. Ông Trump đang cố gắng khiến những người ủng hộ mình quan tâm đến kỳ bầu cử giữa kỳ vào tháng 11 mà phe dân chủ kỳ vọng sẽ gặt hái được nhiều thắng lợi lớn. We gotta go out right. Chúng ta phải bước ra ngoài và chiến đấu hết mình, phải giành được quyền kiểm soát Hạ viện và Thượng viện. Và tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ làm tốt cả hai điều đó bởi kinh tế đang lên. Phe Dân Chủ đang tập hợp nguồn lực với sự trợ giúp từ tỷ phú Tom Steyer. Ông Steyer hy vọng việc Đảng Dân Chủ kiểm soát được Hạ viện sẽ dẫn tới việc phế chuất Tổng thống Trump vào năm tới. Giờ đây chúng ta thấy rằng cuộc đối đầu giữa hai chính đảng đã trở thành một cuộc chiến khốc liệt vì linh hồn của nước Mỹ và chúng ta, nhân dân, phải giành chiến thắng. Tỷ lệ ủng hộ thấp dành cho Tổng thống có thể khiến Đảng Cộng Hòa dễ tổn thương hơn vào tháng 11 tới, theo nhà phân tích John Fordier. Ông ấy có tỷ lệ ủng hộ thấp, không phải thấp nhất nhưng đang ở mức 41-42%. Người của phe Cộng Hòa vẫn nhiệt thành đứng sau lưng ông ấy nhưng cũng có rất nhiều người bên dân chủ chống lại ông và chúng ta có thể thấy điều đó trong các phiên bầu cử đặc biệt trước đó vốn đang theo hướng chống lại Cộng Hòa. Thêm vào đó, một số lượng lớn các nhà lập pháp Cộng Hòa tuyên bố sẽ nghỉ hưu trong năm nay, mở ra triển vọng thắng thế cho phe dân chủ. Ông Jim Kessler là thành viên của nhóm dân chủ ôn hòa Third Way. Nó là một chỉ dấu tiêu cực. Ngay cả Chủ tịch Hạ viện cũng quyết định không tái tranh cử. Phe Dân Chủ đang thắng thế trong tất cả các cuộc đua, cũng như các kỳ bầu cử đặc biệt kể từ khi ông Trump trở thành Tổng thống. Đối với ông Trump, chỉ cần phe Cộng hòa mất kiểm soát một viện thôi cũng có thể gây ra những hậu quả chính trị to lớn. Losing control of the House of Representatives Mất quyền kiểm soát Hạ viện sẽ khiến nghị trình lập pháp của chính quyền bị ngược trệ, còn mất Thượng viện sẽ gây khó khăn cho việc bổ nhiệm nội các. Tổng thống Trump nhiều khả năng sẽ phải dành rất nhiều thời gian trong năm nay để đi vận động phiếu bầu. Ông biết rõ rằng chỉ cần mất một vài ghế trong lưỡng viện, phe Cộng hòa sẽ bị mất thế đa số.